Đây anh nha, một cây thuốc rất hay, có ở vùng núi cao. Cái cây này đặc điểm tự nhiên các bác rất dễ nhận biết, đó là cái lá đây này, lá như lá tre. Nó dạng cỏ nhưng mà có lá sống với lá tre, nên cây này người ta gọi là cây cỏ lá tre. Đây nhá, đây đang mùa hoa cây này đây, hoa đây ạ. Đó, cây này trong đông y người ta gọi là đạm trúc diệp. Đấy, do vậy là khi các bác tìm hiểu những cái một số thông tin của cuốn sách về đông y ấy, thì có vị thuốc là đạm trúc diệp thì chính là cây này đây, chính là cỏ lá tre. Bộ phận dùng của cây này là toàn thân các bác nhé, cả thân này, cả lá và cả rễ. Đây con sẽ nhổ rễ lên cho bác xem. Ôi, đứt rồi. Đây ạ, các bạn nhìn cái rễ ở đây, nó dạng củ như này này. Đấy, nó sống như là củ của cây mạch môn ấy. Đấy, bộ phận dùng là toàn thân các nhá, cả rễ, cả thân và cả lá đều sử dụng làm thuốc được. Thưa bác, trong đông y đánh giá đạm trúc diệp có vị ngọt nhạt và tính hàn, công dụng thanh nhiệt, tiêu viêm, lợi tiểu, được sử dụng trong các bài thuốc trị trong hợp bị sốt cao kèm theo khát nước, rồi viêm họng, nhiệt miệng, viêm đường tiết niệu hoặc là đái da máu. Thì một số kinh nghiệm sử dụng cái cây này, thứ nhất là khi bị sốt cao, trẻ em sốt cao ấy, kèm theo khát nước thì người ta có thể sử dụng độc vị cái đạm trúc diệp này, sử dụng thân và lá cây này, cắt ngắn, sắc với nước, uống làm nhiều lần trong ngày. Đấy, trong hợp bị sốt khát nước ấy, hoặc là có thể kết hợp cỏ lá tre, sắc nước, sau đó là pha chung với bột sắn dây và cũng chia uống làm nhiều lần trong ngày. Thứ hai nữa là trong hợp điều trị những bệnh liên quan đường tiết niệu mà biểu hiện nó đái ra máu thì người ta sử dụng đạm trúc diệp hay còn gọi là cỏ lá tre này, kết hợp với vị thuốc cỏ chanh hay còn gọi là bạch mao căn ấy. Mỗi vị là 15g ở dạng khô, sắc với 3 bát nước, sắc nhỏ lửa còn 1 bát, uống trong ngày. Đấy, trong trường hợp mà đái ra máu. Cây này thì có một bác là gửi yêu cầu đến cho Quân là quay về một cái cây gọi là đạm trúc diệp. Bác ấy không biết cái cây đấy trong tự nhiên như thế nào, và khi mà xem hình ảnh thì thường nhầm với những cây khác. Do vậy là Quân làm một cái video này để các bác nhận diện chính xác cái cây đạm trúc diệp trong tự nhiên nhé. Các bác tránh nhầm lẫn với các loại cây khác. Đây này, nó dạng lá như này, lá như lá tre như này. Thân nó cao lên, có những cây nó cao khoảng 5-60cm. Đây ạ, các bác để ý kỹ nhé, tránh nhầm lẫn một số loại cây khác, một số loại cỏ khác nó hình dáng tương tự như cây này nhưng không phải đâu. Một là cái thân nó cao như này và trên phần trên nó có hoa, lá thì như rất giống lá tre đấy. Và cái đặc điểm nữa đó là khi nhổ cái cây này lên thì ở dưới nó có những cái củ giống như là nó có những cái bộ phận rễ phình ra giống như củ ấy. Đây này, đấy. Đâu nhỉ? Đây. Đây nhá các bác nhá. Nó phải có rễ như này thì mới chính xác là cây đạm trúc diệp. Đấy, các bác nhận diện chính xác cây này là tự nhiên nhá. Các bác có những yêu cầu thắc mắc về các loại cây thảo dược cần được giải đáp thì các bác có thể để lại bình luận xuống dưới giúp Quân nhá. Hoặc là có thể là gửi tin nhắn trực tiếp cho Quân qua Zalo theo số điện thoại 0946875000. Khi có điều kiện thì Quân sẽ làm những video để giới thiệu chi tiết các loại thảo dược để các bác nhận diện chính xác trong tự nhiên. Xin chào bác và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của Quân.